Quốc vương Malaysia thoái vị. Theo thông tin từ văn phòng của ông thông báo hôm 6 tháng Giêng, trong một hành động mang tính lịch sử lần đầu tiên ở quốc gia đa số theo Hồi giáo này. Không có lý do được đưa ra trong thông báo về quyết định của vị vua 49 tuổi này. Sự ra đi của quốc vương Muhammad đệ ngũ diễn ra sau hàng tháng có những phỏng đoán khi ông nghỉ ốm hồi đầu tháng 11 giữa những tin đồn không được xác nhận rằng ông đã kết hôn với một cựu hoa hậu người Nga. Đây là lần đầu tiên Malaysia chứng kiến vua thoái vị kể từ khi quốc gia này giành độc lập từ Anh hồi năm 1957. Các vị Sultan cha truyền con nối đứng đầu 9 bang Hồi giáo của Malaysia luôn phiên nhau lên làm quốc vương của đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm. Quốc vương Muhammad đệ ngũ, một trong những nhà vua trẻ nhất trong các chế độ quân chủ lập hiến trên thế giới, được tôn lên làm vua hồi tháng 12 năm 2016.